Bác Năm ơi, bác Năm à, Phèn, Phèn, chà lâu quá mày vẫn còn nhớ hơi tao hả? Ủa, không có ai nhà trong gì cả? Hả, bàn thờ tên Thành, 15 năm rồi còn gì nữa? Mai ơi, thời gian đã đổi mối thứ, đổi tình cảm, đổi sắc diễn của em rồi. Thằng nào ở trong nhà đó? Ê, mày cắp gì đó mày? Má à, anh Tư, anh Tư, anh quên tôi rồi sao? Hả? Tôi là Thành nè. Thành nào? Tôi là con Bảy Hiền ở trên mương nhỏ nè. Con Bảy Hiền? À, thằng Thành đi lính bên Tây đó hả? Dạ, anh còn nhớ ngón tay út này không? Đưa coi. Trời đất ơi, đúng rồi. Trời ơi, thiệt mày còn sống nữa hả Thành? Trời ơi, ở đây ai cũng tưởng mày chết rồi. Vợ của mày nó có chồng, nó lấy cậu hai đất ở luôn ở Sài Gòn. Tôi biết, tôi có đi ngang nhà mấy lần, sao tôi không thấy con tôi? Con Hường con mày nó về ở dưới này nè mày, nó ở với bà ngoại nó đây nè. Con nhỏ ra trưa trong khi má nó giàu sang, ở với bà ngoại ngày trói lõi có hai bữa con. Mày nghĩ coi, mùa đông gió bất lạnh thấu xương, mà sáng nào con nhỏ cũng phải dẫn xuống lội dọc theo mương để vớt mấy khoang bèo. Một tay nó đảm đương hết với chuyện trong nhà, nào là lo cơm nước, lo sân đàn trước, lùa gà đuổi vịt đàn sau. Một ngày chi tối có rảnh được đâu, một đồng không có, một chữ không thông. Đầu bù tóc rối, áo thì cục tay, còn quần thì xăng lên chi gối. Bộ má tôi không thương con tôi sao anh Tư? Sao lại không thương mày? Có bà ngoại nào mà lại không có thương cháu? Nhưng thím năm đã quá già rồi, sớm hôm chỉ trong ngã cây có con Hường. Nói tới chừng nào sau tao càng tội nghiệp Kim Năm. Kim Năm vô phước lắm mày, gặp một thằng rể thiệt là keo kiệt, nó tiếc từ đồng xu các bạn, cho nên hai bà cháu đi ở dưới này phải nhá xuôi ngược mà nuôi thân. Anh Tư, con Hường nó có biết cậu hai đất là ba ghẻ của nó không anh? Có ai nói đâu mà biết. Còn bàn thờ này thì thím Năm gạt nó, nói đó là bàn thờ của một người cậu đã qua đời rồi, tội nghiệp quá. Trời, như vậy tức là tôi đã chết thật rồi. Từ muôn dặm trùng dương tôi trở về cố hương mong tìm gặp lại vợ con tôi. Bây giờ vợ tôi đã tròn hẳn, tôi cũng thầm cảm ơn trời Phật đã ban cho nó một cuộc sống giàu sang. Tôi nào dám trách chi ai, vì có bàn tay nào ngăn được lượng sóng trùng dương tràn lên bãi cát, để xóa đi mây vết chân thon đẹp của những đôi lứa nhân tình. Anh Tư à, tôi chưa muốn nhìn con tôi với má tôi. Ủa sao lạ vậy? Con là nóng ruột rồi không nhìn là sao? Ừ, nhìn chứ, nhưng nhìn làm sao cho con tôi nó đừng bỡ ngỡ kìa. Rồi, chắc bà già vợ mày về đó mày. À nè nè, anh Tư hả? Anh đừng có kêu tên tôi nha. Anh cứ kêu tôi thứ hai à. Anh nói là tôi bà con bên vợ của anh á, lên thăm anh là được rồi. Hương à, Hương, cứ thích đồ lên tiếp tao coi. Ủa, anh Tư sao bữa nay mày về bất tử vậy? Anh hai ở đây là bà con chú bác với chị Tư bay đó. Anh hai này anh có cái tài coi bói hay lắm rồi nha. Dạ chào anh. Má tôi đi đâu mà chừng này chưa về vậy anh Tư? Đi đám giỗ ở trên nhà thằng Phạm á.
À, thôi, có bay đây tao giao nhà tao về à. À nè, anh Hai à, anh ở đây nghỉ đi, đừng về bển chi, thấy không? Mai à, Mai. À, chị Tư bay nằm chỗ rồi, tao tính đợi thím Năm về hỏi cho ảnh ở đây đỡ vài bữa rồi ảnh đi nha. Dạ được mà, anh Hai cứ nghỉ đây đi, còn bộ dáng trống kìa. Dạ, dạ cảm ơn cô Mai. Anh Tư nói anh biết coi chị Tai thiệt hả anh Hai? Anh làm ơn anh coi giùm tôi đi. Sao mà cô muốn coi Tai dữ vậy? Không giấu gì anh, gia đình tôi có chuyện lộn xộn nên tôi muốn coi coi số mạng tôi nó ra làm sao vậy mà. Anh làm ơn làm ước coi giùm tôi đi anh Hai. À, chắc tôi coi không được quá. Coi, sao mà cái tay anh rung quá vậy? Bị tôi hồi nhỏ tôi ăn giò gà nhiều quá cô à. Anh à, mà tôi thấy sao tôi nói vậy? Trúng trật gì đó, cô đừng kể nha. Theo bàn tay của cô đây thì tuy bây giờ cô đang sống một cuộc đời giàu sang sung sướng, chứ hồi tiền vẫn, nghĩa là lúc cô 17, 18 tuổi thì sự sống của cô vô cùng long đong vất vả, mất cha từ thở nhỏ. Năm tháng nằm yêu bữa đói bữa no. Trời ơi, anh nói trúng quá à. Còn bị người ta gây khó khăn khổ nhục đủ điều. Khoảng cô 17 tuổi có một mối tình rất đậm đà thiết tha. Phải à. Rồi gì đâu cuộc sống bể dâu, bể chén trời. Một bước ra đi trăm nghìn hò hẹn, nhưng năm tháng qua rồi ai nhắc chi ai. Anh nhắc ra đây tôi càng thêm tuổi già, thiệt rằng trước kia tôi có một đời chồng phải người ấy đã chết rồi không? Phải, anh bị nhà nước bắt đi lính bên Tây rồi tử trận luôn bên ấy. Như vậy thì cô có chồng khác, không phải lỗi ở cô. Nhưng tuy như anh còn sống, cô còn thương anh không? Tôi thương anh cho nên tôi mới thờ anh đó chứ. Nhưng nói cho cùng mà nghe, nếu anh còn sống trở về đây thì cũng lấy mắt mà ngó nhau thương. Chứ tôi có chồng ba bốn mặt con rồi, còn gì nữa anh ơi. Ủa, con về hồi nào đó? Má, má mới về. Con Tù, tay mày ướt mém hả? Đi chùi đi không? Mày mà nhớ ai, kéo làm bộ á. Khăn nè cháu, chùi tay cho khô đi. À, còn cậu nào đây? Dạ, dạ số mai tới giờ, cháu với thằng Lượng coi nhà cho bác đó. Anh vợ của anh Tư, ở xứ lại thăm vợ chồng ảnh đó má. Chị Tư chỉ nằm chỗ anh Tư, anh nói với má cho anh Hai đây ở đỡ vài bữa. Rồi thẳng ở đâu mà con là về đây? Má nghĩ coi, má làm sao con nói hết cho má nghe, tức lắm. Cháu làm sao mà má cháu ghét cháu quá vậy? Sao mà cháu khóc? Nói đi, nói cho cậu nghe coi. Sao cháu không ở với má mà về, ở với ngoại? Dạ cô ấy chứ, con có ở với ba má. Chừng 9 tuổi thì ba đuổi con về dưới này. Đuổi con à? Dạ, cậu coi coi, hồi 9 tuổi cháu có ba cao vậy à, mà tối ngày phải ẩm thằng Quấn trên tay. Má thì biểu bồng nó đi chơi, ba lại hỏi sao cứ bồng hoài không để nó xuống đất. Bữa đó con để em ngủ chơi trên gạch, ba vừa quăng tàn thuốc nó chụp nó nhai rồi nó khóc ré lên. Ba mày đánh con hai bạt tay rồi nói con là đồ ăn hại ở trong nhà. Con tuổi thân nên ôm mặt khóc hòa. Ba lại nói sao mày không bồng thằng Quân lại để nó xuống đất làm chi? Sao hồi đẹp
tặng cho nó ăn dơ ở dai. Cháu nghe cậu hỏi, hồi cháu bị đòn má cháu có ở đó hay không? Dạ dạ có chứ, mà má đâu dám binh, má sợ ba lắm. Thế mỗi lần ba đánh thì má vẫn làm thương, vì ba má đâu có thương con bằng thằng Quấn với con. Ba mới nói với má rằng thôi thì hãy đưa con Hùng về ở với ngoại. Không biết tại sao mà má cũng nghe lời, mau mau tôn gấp áo quần đưa con về gửi ngoài. Đã 6-7 năm nay con thương mấy em con hết sức, nhưng năn nỉ ba con cho con ở lại mà ba vẫn không cho đó cậu. Cháu ơi, cậu ngồi đây nghe cháu kể, cậu cũng không thể cầm lòng, dù rằng cậu với cháu đây là người dân nước lạ. Cháu hỏi bà ngoại cháu lại coi, ba của cháu là ba ruột hay ba nuôi, chứ không lẽ con một bầy mà đứa thương đứa ghét. Đứa thì ở gần mẹ cha được chăm sóc nâng niu, quần là áo lụa, còn đứa thì gửi về bên ngoài, đầu bù tóc rối mang lưới mang chài. Cậu thương con mà nói vậy chứ con không có hỏi đâu, con ở với bà ngoại yên thân con rồi. Rồi cậu cho cháu tiền để cháu may đồ bằng, không biết chừng cậu còn nói với ngoại để xin cháu về nuôi nữa. Ý, không được đâu, cháu ở với bà ngoại mà. Cô Mai à, hồi nãy cô nói con Quanh, có phải con Quanh nó đăng xin phong lưu không? Dạ phải, nó đó à anh. Tôi bắt ảnh tại nhà nó một lần rồi mà ảnh cũng còn theo nó hoài à. À, bây giờ cô muốn giữ chồng cô thì cô hãy nghe lời tôi. Anh có cách nào không anh ấy? Cô lấy cho trong lư hương này nè, đưa cho tôi làm thuốc, chồng cô sẽ hết say mê con Quanh nữa. Ý, không có được đâu anh hai à. Tuy mười mấy năm cách biệt, nhưng làm sao tôi quên được tình nghĩa lúc còn sống. Anh chết rồi, để lại một đứa con tôi đã nuôi dưỡng không tròn, thì lẽ đâu tôi còn đổ lư hương cho anh tôi giống đỉnh lương tâm, vì đó là tình xưa nghĩa cũ. Tôi cầu xin sự giúp đỡ của anh hai, nếu chẳng có phương gì thà rằng tôi chịu bỏ tay, chứ đổ lư hương này thì lòng tôi đâu nỡ. Bây giờ tôi có chồng, thiệt ra đối với anh tôi không còn thương, chứ cái tình cái nghĩa ngày xưa khó mà phai lãng. Mỗi khi tôi trở về đây thấy mắt con buồn. Tôi thấy cô là người trung hậu, mà không biết sao ngăn được con tim xúc cảm nghẹn ngào. Người được cô thờ kia có phúc biết chừng nào, sống cũng có phúc mà thì chết rồi lại có phúc nhiều hơn. Cô vì cảnh ngộ khó khăn mới nén lòng đau bước đi bước nữa,
không ai có quyền trách cô tay gian, một khi cô vẫn tròn tình nghĩa với người xưa. À nè cô, tôi hứa sẽ giúp cô giữ được chồng, không say mê con quách nữa. Vậy cô sửa soạn về Sài Gòn đi, kéo thầy Hai, thầy Tâm nhớ 8 giờ tối mai cô lại nhà con quanh. Không phải lại để bắt ghen như lần trước, mà lại để rước thầy Hai vui vẻ trở về với con. Ý bộ anh Hai có bùa thuốc gì sao mà nói nghe chắc ăn quá vậy? Có chứ, tôi có một thứ bùa có thể sai khiến cả lương tâm con người nữa. À quên, tôi giúp cô xong rồi ạ, cô phải thưởng cho tôi hả? Dạ anh Hai muốn cái gì cũng được hết á. Thôi để chừng đó là sẽ hay tôi muốn những gì. Thôi cô sửa soạn về đi. Dạ.